Hoan hỷ Thanh Đồng chào tất cả quý vị. Hôm nay, ngày mai hoặc là ngày 14, 15 sắp tới là tại vì có chùa tổ chức. Hôm nay và ngày mai có chùa tổ chức thì 14 và 15 thì quý vị có đi tắm Phật, quý vị nhớ tắm cho đúng cách nha. Đừng có cầm nguyên cái gáo nước rồi dội ầm ầm từ trên đầu của tượng dội xuống, không có nên. Tội chết nha, không có nên. Mà mình tắm như thế nào? Bên vai đúng không? Rồi cuối cùng là chân, ba gáo nước. Gáo thứ nhất bên vai trái, gáo thứ hai bên vai phải, và gáo thứ ba là ở với chân của ngài. Với ý ngữ gì? Hai gáo bên vai là hộ trì chánh pháp, như là đi theo bên vai hộ trì chánh pháp. Còn gáo ở chân có nghĩa là nguyện độ tận chúng sanh. Hộ trì chánh pháp, độ tận chúng sanh. Vai bên trái trước, rồi qua vai bên phải sau, rồi gáo cuối cùng là dưới chân. Bỏ điều ác, theo điều chánh, điều đúng, điều phải, điều thiện. Rồi nguyện sát cánh đó, bên vai là hộ trì chánh pháp, dưới chân là nguyện độ tận chúng sanh. Cho nên nhớ nha, cái văn hóa này là rất rất là quan trọng. Và nó cũng mang cái ý ngữ, tức nghĩa là mình muốn vượt đến cái giai đoạn là không cần chấp gì cả, thì trần sanh tục thế dương gian mình phải làm đúng trước đã. Mình làm đúng xong rồi mình không có chấp, hiểu không? Nam Mô Phật. Thì Thanh Đồng lan tỏa đến quý vị hiểu cái văn hóa cũng như là hành thể, cái tác ý hành động tắm tượng Phật nhân ngày lễ Phật đản. Hôm nay, ngày mai hoặc là 14, 15 tùy chùa đó. Thì mọi người nhớ nha. Nam Mô Phật. Thanh Đồng chúc cho tất cả quý vị đại chúng thân tâm an lạc nè, trí huệ sáng trong nè, bồ đề tâm tăng trưởng, có cơ hội để sám hối và làm thiệt là nhiều việc phước lành cho chúng sanh ta bà trần tục. Nam Mô Phật. Hoan hỷ, nguyện cầu Bồ Tát Quán Thế Âm, Thánh Cô Tiên Cô Tổ Cô đồng nương gia hộ.